Kính chào quý vị, mời quý vị nghe một cái bài này của một chị bạn của Ly. Bạn ở trên Facebook, chị em gặp nhau ở ngoài đời rồi. Chị rất là hiền. Chị viết ở trên Facebook á, mà giờ ở trên sách hiếm á. Mời quý vị nghe. Gửi đám chiên thích chụp mũ cộng sản rồi sao? Của chị Hoa Mộc Lan. Chị tên là ngoài là chị tên là Mỹ Dung. Chị em vẫn đi chơi với nhau do các bạn trên Facebook á, rồi sau đó chị em gặp nhau ngoài đời. Mời quý vị nghe nha. Có nhiều bạn chiên vào chửi tôi, nói rằng tôi là bò đỏ, là con nhang Phật tử vì tôi là người chống Chúa. Đối với các bạn ấy, hễ cứ ai đụng tới tín ngưỡng của các bạn là nghĩ ngay đó là Phật tử hoặc cộng sản. Tôi chưa vinh dự được là Phật tử nhé. Ok, cộng sản thì đã sao? Cộng sản luôn hướng về cội nguồn dân tộc, nhắc nhở ta là người Việt Nam da vàng mũi tẹt, nguồn gốc tổ tiên là con lạc cháu hồng chứ không phải tổ tiên ở tận Trung Đông. Chỉ sợ rồi đây, những thế hệ sau này quên mất nguồn gốc tổ tiên văn hóa Việt, chỉ biết tôn thờ người không liên quan gì đến dân tộc Việt Nam thôi. Và giờ tôi xin nói lý do vì sao tôi chống đạo Chúa. Chuyện là ở ba và các cô tôi. Ba tôi có một chị gái là cô ba tôi. Ba tôi thứ tư, sau ba tôi là mấy người nữa, rồi tới cô út. Cô út và cô ba tôi trước kia là Phật tử. Không hiểu vì sao cô út lại đi nghe lời dụ dỗ lôi kéo của đạo Tin Lành rồi gia nhập đạo. Từ đó cô út tôi biến thành một người khác, cuồng tín đến mê muội. Cô gỡ bàn thờ ông bà nội tôi xuống và không thờ cúng gì nữa. Chuyện chưa dừng lại ở đó, cô ba tôi bị tai biến, di chứng của bệnh làm cô ba tôi liệt nửa người nhưng vẫn đi lại được mặc dù hơi yếu. Đối với người bị tai biến một lần, việc uống thuốc ngăn ngừa tái phát là bắt buộc. Con của cô ba vì bận đi làm nên gửi cô cho cô út chăm sóc. Cô út tôi tin rằng chỉ cần cầu nguyện Chúa là được, không cần uống thuốc. Vậy là 4 ngày liền cô không cho cô ba uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Kết quả cô ba tôi bị tai biến lần hai. Đến khi gia đình đưa cô ba vào bệnh viện thì cô đã nặng, đứt mạch máu não, vô phương cứu chữa. Đến lượt ba tôi nhập viện, cô út dẫn một đám người vào tận giường bệnh, đọc kinh cầu nguyện. Cô bảo tôi, con cứ cầu nguyện và tin ở Chúa, Chúa sẽ chữa cho ba con khỏi bệnh. Đến khi ba tôi xuất viện, cô tình nguyện đem ba tôi về nhà cô chăm sóc. Tôi nghĩ cô nhận chăm ba tôi là vì tình anh em. Sau này tôi mới biết cô út toan cải đạo ba tôi sang Tin Lành. Em họ tôi kể chuyện cô không cho chị mình uống thuốc đầy đủ vì tin ở việc cầu Chúa để dẫn đến cái chết. Và tôi đã hiểu vì sao ngày đầu về nhà cô ở, bịch thuốc bệnh viện cho đem về nhà của ba tôi biến mất. Báo hại tôi phải ra ngoài mua. Cô tôi với đức tin mù quáng đã định cầu nguyện thay vì uống thuốc như đã từng làm với chị của cổ. Đó là chưa kể cô tôi còn làm nhiều trò quái đản trong thời gian ba tôi ở nhà cô. Có lần tôi ghé thăm ba vào sáng chủ nhật, tôi thấy một đám người tụ tập ở đó. Một gã trẻ măng giống như mục sư đang giảng thao thao bất tuyệt. Hắn nói xong một câu, cả đám lại amen. Ba tôi dù còn rất yếu và mệt cũng phải ngồi đó cả tiếng để nghe họ hành lễ. Ly xin nhắc lại một xíu. Chị này thì chị có hoàn cảnh cũng hơi đặc biệt. Chị là mẹ đơn thân và hai mẹ con thì thường phải đi làm từ thứ hai tới thứ bảy làm tăng ca nữa. Cho nên ba thì lớn tuổi rồi và việc chăm sóc ba thì hơi vất vả, cho nên cũng có thể vì vậy mà chấp nhận để cho cô rước về. Mời quý vị nghe tiếp đọc câu chuyện này đi thấy buồn. Sáng thì phải dậy thật sớm để nghe cô tôi đọc kinh cầu, trưa tối cũng cầu kinh.
Có lần cô Út bảo tôi: "Dung à, con nói ba con đem hình ông bà nội trả về cho chú Út thờ đi. Ba mày giờ là người của Chúa rồi. Sau này nếu ba con mất đi, đã có hội thánh lo liệu, tụi bay không phải tốn kém gì hết. Ở nhà cô được nửa tháng thì ba tôi chịu hết nổi. Ngày nọ ba tôi gom quần áo trốn khỏi nhà cô, bắt taxi về nhà ba tôi lúc 4 giờ sáng vì không chịu nổi cô tôi và cái đạo của cô. Chưa chịu từ bỏ ý định cải đạo, cô Út tôi vẫn thường xuyên ghé nhà ba tôi, mang quà bánh, tiền bạc gọi là của hội thánh gửi cho ba tôi. Còn tôi nhìn cô chỉ thấy thương hại. Chính cái đạo tin lành nó biến người cô và mà tôi quý mến thành một người cuồng tín đến mê mờ. Tôi rất muốn thức tỉnh cô, kéo cô ra khỏi cái đạo tào lao đó. Nhưng là con cháu, tôi chẳng thể nào khuyên bảo được cô. Đã dính vào cái đạo đó rồi thì khó bỏ lắm. Nó như ma túy vậy, nên tôi chỉ biết chia sẻ những bài viết nói về tác hại của cái đức tin mù quáng mà cô tôi đã dính vào lên Facebook và Zalo. Sự giả tạo của kinh thánh, âm mưu tẩy não và nhồi sọ của đám chủ chăn, lợi dụng sự cuồng tín của tín đồ để trục lợi. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ đụng chạm đến các bạn Kitô giáo và các bạn sẽ ghét tôi, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục để cảnh tỉnh những người Phật tử và người bên lương. Hãy cảnh giác trước những lời dụ dỗ." Xin lỗi. "Hãy cảnh giác trước những lời dụ dỗ cải đạo của họ. Cô tôi giờ đang cầm đầu một nhóm người. Họ chuyên đi đến những siêu thị, bệnh viện, trường học để phân phát tài liệu của đạo tin lành để dụ dỗ cải đạo những ai nhẹ dạ cả tin. Đó là câu chuyện tôi muốn kể để cho các bạn hiểu lý do vì sao tôi chống đối. Tôi không ghét bỏ các bạn, vì suy cho cùng các bạn cũng giống như cô tôi thôi. Cái mà chúng tôi chống lại là sự nhồi sọ những điều vô lý, phản khoa học. Các bạn có quyền tin vào đức tin của các bạn thì chúng tôi cũng có quyền phủ bác những điều phi lý trong đó. Nhiều bạn nói rằng ai cũng có đức tin riêng của mình, tại sao lại xúc phạm đức tin của các bạn? Xin thưa, nếu đừng đem những điều phi lý đó ra để dụ dỗ người khác thì chẳng ai chống lại đâu. Chúng tôi không chống đạo Công giáo, chỉ nói lên sự thật và chống lại những điều phi lý mà thôi." Trần Mỹ Dung. Và đây là một cái bình luận của bác Matthew Lê Anh, bác ở bên Pháp mà Ly hay đọc bài của bác lên á. Nhóm những cái bác này với những chị này là bạn của Ly ở trên Facebook và cũng là gặp nhau ngoài đời. Bác viết nè: "Ủa, Trần Mỹ Dung đây sao? Nếu quả là Trần Mỹ Dung mà tôi quen và tin tưởng thì thực không ngờ gia đình em lại chịu nhiều bất hạnh do cây thập ác đem lại như kể trên. Anh ở bên Pháp, có một hội người Á Châu bao gồm Tàu, Việt Nam thường gõ cửa để truyền đạo. Vừa gặp thì anh hỏi: quý vị muốn gì mà gõ cửa nhà tôi không báo trước? Họ bắt đầu khựng và xin lỗi rối rít rồi đem Chúa Cứu Thế ra để dụ dỗ. Anh nói ngay: bạn kêu Giê-xu ra đây, tôi sẽ cứu hắn khỏi bị đóng đinh chết thảm trên cây thập giá. Họ chưa kịp nói gì, anh tiếp ngay: cái trò bay lên trời chỉ gạt được cái bọn kém học, kém hiểu biết thôi. Tôi hỏi các người có kinh thánh đó không, tôi giảng kinh thánh cho. Họ im lặng đi mất." Cái thứ hai là của cô Lâm Phú Châu, tức là phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang: "Anh thảy ra một lượt ba chiêu thì làm sao nó chịu nổi?" Rồi bác Matthew Lê Anh: "Đánh phủ đầu, nó biết không thể dụ được, nó chuồn ngay. Tại nơi tôi hay đi gì buổi chiều, có hôm vừa tới đầu cổng có ba thanh niên Mỹ đeo bảng tên, mặc com lê cà vạt sơ mi trắng rất đẹp trai và lịch sự và đàng hoàng, chặn tôi lại rất cười xã giao, xin nói chuyện và bắt đầu truyền giáo. Tôi nói ngay: tôi là Phật tử,
Đạo Phật dạy tin vào chính khả năng, sự cố gắng của trí tuệ, của thân xác, chứ không chấp nhận tin vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Tôi chịu trách nhiệm sự sai lầm của tôi, chứ không đổ lỗi cho một ông Thượng Đế. Tôi cố tình dùng tự thinh do chính con người tạo ra để trút bỏ trách nhiệm với sự ích kỷ của chính con người. Chiến tranh và sự đau khổ của nhân loại đều vì con người đẩy hết trách nhiệm cho sự vật hư cấu này. Ba anh chàng nhìn tôi trố mắt rồi chuyển đề tài về trời Paris đẹp, rất trong xanh tươi mát, rất lý tưởng. Xong, họ chúc tôi một buổi chiều hạnh phúc và bỏ đi. Họ sợ tôi truyền văn hóa lại cho họ hơn là dám đứng lại truyền giáo cho tôi. Cô Lâm Phú Châu, Matthew Lê Anh, tôi rất thích nghe những câu trả lời khôn ngoan để đáp lễ mấy đứa truyền giáo như vậy lắm. Có lẽ tôi đã kể câu chuyện sau đây rồi. Ông bạn nhà văn kể cho chúng tôi nghe, ông ấy bị tụi truyền giáo đến nhà. Ông mở cửa đàng hoàng và nói, tôi sẵn sàng đón tiếp các ông nếu các ông đồng ý một điều kiện. Điều kiện thế nào? Điều kiện là ông nói 5 phút phải ngưng để cho tôi nói 5 phút. Thế là thỏa ước bất thành. Họ chỉ muốn nói một mình và mình phải khoanh tay lắng nghe. Và bọn nó cho tiền, bọn tranh đấu cho tự do ngôn luận. Đó là cái bài của chị Mỹ Dung với cái nickname là Hoa Mộc Lan đăng trên sách hiếm thưa quý vị. Ly kính chào quý vị nhé.